Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của Hàng Nhật Quang Trường. Hôm nay là những mẫu máy lọc không khí sáp bụi ẩm bánh xe là bên em hiện tại bên em đang còn. Thì về dòng máy này thì còn rất nhiều các mã khác nhau nhé. Đấy, toàn bộ là máy lọc bụi ẩm, màng mọc là zin và còn đẹp. Tất cả các máy hiện tại ở đây là màng bụi ẩm này em đã thay mới nhé. Đấy, máy thì có nhiều công suất khác nhau thì đổi cho để cho các bác lựa chọn, và nhiều màu sắc. Màu đen kìa, màu đen hiện tại bây giờ là em đang còn 70W, còn số màu trắng là màu đỏ 43W này. Và 28W cũng có. Thì tùy theo lọc cho phòng với diện tích khác nhau, với những mẫu máy còn rất là đẹp nhá. Trắng đẹp này. Toàn bộ là sáp ion nhá. Đó, mọi chế độ hoạt động tốt. Đó. Đồng hồ hiển thị độ ẩm này và các đèn cảnh báo về độ bụi mịn cũng như là mùi nhé. Tất cả mẫu máy bên em là vẫn còn nhé. Máy thì giá máy thì nó tùy thuộc vào công suất, thì giá nó dao động từ 1.550.000 đổ lên. Đó, như góc này đó là con sáp 70W nhé, 70W. Giờ mà tất cả là máy đã được vệ sinh này, cũng như là thay màng ẩm mới này. Đó, màng lọc HEPA cũng như là màng lọc carbon đã được vệ sinh, cũng như là vệ sinh sạch sẽ nhá. Máy toàn bộ máy trắng đẹp. Màu đỏ có này, màu xanh có này. Đó, sáp kim cương đây. Đó, đây nó có một cái dải đèn. Rất là đẹp, màu sáp kim cương. Đó. Tất cả các cảm biến là đã test ok nha các bác nha. Thì giá nó dao động từ 1.550.000 cho đến 1.900.000. Đấy. Đây, cả những con máy này thì nó cũng có hiển thị đầy đủ là các thông số của thông báo độ ẩm này, bụi này, và đèn này là đèn bù ẩm nhá, là báo hiện tại bây giờ đang không có nước. Đó, đèn báo ion. Toàn bộ máy đây là có ion diệt khuẩn nhá, ion diệt khuẩn. Tất cả em còn hơn chục mã máy với tất cả các kiểu dáng và cũng như là công suất và màu sắc khác nhau. Thì các bác lựa chọn theo màu yêu thích. Ví dụ như kết hợp đen trắng này. Đó, toàn bộ đèn báo hiển thị đầy đủ đây. Đó, rất là đẹp, máy còn rất là đẹp nha. Đấy, cũng như máy màu trắng nha, máy màu đỏ và máy màu đen. Đó, dòng sáp thì nói chung là nó chạy rất là lành. Đó. Thì tất cả những đèn đang nháy màu đỏ ấy là hiện tại là em đang bật ở chế độ đó là lọc bù ẩm và không có bình nước, hiện tại bây giờ không có nhé, thì nó sẽ báo đèn đó. Ví dụ như các bác mà đang trong quá trình mà sử dụng ấy và khi nào hết nước thì cái đèn nháy màu đỏ này nó sẽ nháy là báo hiệu là hết nước nhé. Đó, lọc không khí bù ẩm, có đồng hồ hiển thị độ ẩm. Đấy, tất cả các chức năng em test ok. Thì bác nào đang có nhu cầu về máy lọc không khí sử dụng cho các phòng điều hòa cũng như là vào những cái mùa hanh khô thì các bác nên sử dụng máy lọc không khí bùa ẩm này để đảm bảo cho sức khỏe nhé. Thì khi mà em bán ra thì tất cả mà máy là đã đều test dọn ok, và cũng như là sẽ có những cái giấy dán chi tiết cụ thể từng cái chức năng một cho các bác sử dụng. Ok, xin chào tất cả các bác nhé.